Theo kết quả khảo sát vừa được công bố mới đây của Viện năng lực cạnh tranh châu Á thì trong 10 nước ASEAN, Việt Nam hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của khu vực này. Kết quả khảo sát của Viện năng lực cạnh tranh châu Á thuộc trường chính sách Công Lý Quang Diệu cho thấy, nếu xét về năng lực cạnh tranh trong khu vực, Singapore hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu tại 10 nước ASEAN, tiếp theo lần lượt là Malaysia và Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines. Trong khi đó với vị trí thứ 7, Việt Nam hiện chỉ xếp trên các nước Lào, Campuchia và Myanmar. Dù nằm trong nhóm 4 nước kém phát triển của ASEAN, sau Việt Nam có lợi thế hơn Lào, Campuchia và Myanmar bởi có sự đa dạng về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả này dựa trên những phân tích đánh giá các chỉ số về kinh tế vĩ mô, chính phủ và thiết lập thể chế, thị trường tài chính, các điều kiện kinh doanh và nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và phát triển cơ sở hạ tầng. Về phía Việt Nam, đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, để nâng cao năng lực cạnh tranh, điều cấp thiết đó là phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN và chính những nước kém phát triển hơn như việt nam cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn nâng cao năng lực cạnh tranh nhiều hơn